Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ghi nhận từ báo Dân Trí, trong vụ án Vạn Thịnh Pháp, Viện Kiểm sát nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Cụ thể, ngày 19 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đã luận tội với bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo. Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Pháp bị đề nghị mức án tổng hợp là tử hình cho ba tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Mức hình phạt đề nghị với 85 bị cáo còn lại gồm 4 án chung thân, 1 bị cáo bị đề nghị 22 đến 24 năm, 6 bị cáo bị đề nghị 19 đến 20 năm tù, 2 bị cáo khung 16 đến 17 năm tù, 4 người bị đề nghị 15 đến 16 năm tù, 5 bị cáo được đề nghị 3 năm tù treo với thời gian thử thách 5 năm và những bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát đề nghị 3 đến 14 năm tù. Ban đầu, tất cả bị cáo đều đứng để nghe Viện Kiểm sát đề nghị hình phạt. Thế nhưng, khi lần lượt từng mức án được đọc lên, bà Trương Mỹ Lan ngồi thụp xuống, bần thần, một số bị cáo khác cúi mặt, bấu chặt hai tay. Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Pháp, cơ quan điều tra xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ mưu, cầm đầu. Theo cơ quan công tố, quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại tòa, mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan không nhận tội, nhưng căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai của những bị cáo khác đã có đủ cơ sở xác định bị cáo Lan phạm vào ba tội danh như cáo trạng truy kết. Bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, bao gồm một tập hợp các công ty con, công ty liên kết, lợi dụng chính sách nhà nước trong việc tái cơ cấu ngân hàng. Bị cáo đã thâu tóm ba ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn, Đệ Nhất, Việt Nam Tín Nghĩa. Sau khi hợp nhất, bà Lan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngân hàng này lên 91,5%. Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần, chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt, bị cáo Lan đã sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống, phục vụ cho mục đích cá nhân. Nữ bị cáo cùng đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi như tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của bà Lan, thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma, thuê nhiều cá nhân, cầu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm, thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm. Để che giấu hành vi phạm tội khi bị thanh tra, kiểm tra, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của SCB mua chuộc cán bộ, lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại SCB để các cá nhân có thẩm quyền trên bưng bít, che giấu thông tin sai phạm, báo cáo kết quả thanh kiểm tra không trung thực, không đầy đủ. Viện Kiểm sát ghi nhận bị cáo Trương Mỹ Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tại tòa, bà Lan cũng tự nguyện cam kết dùng các tài sản để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Song, cơ quan công tố đánh giá trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội nhiều lần, tội danh đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn, phạm tội hai lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Trong quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà quanh co, đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền. Hành vi bị cáo tạo dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế. Do đó, Viện Kiểm sát cho rằng cần có hình phạt nghiêm trị, loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án chung cho ba tội danh là tử hình. Cũng theo báo Dân Trí, chiều ngày 19 tháng 3, sau phần luận tội, đại diện cơ quan công tố tại tòa đề nghị tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù treo đến tù chung thân. Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB số tiền 677.000 tỷ đồng và lại phát sinh thiệt hại. Theo đại diện Viện Kiểm sát, quá trình điều tra đã tạm giữ tiền, kê biên tài sản của ông Nguyễn Cao Trí, người chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng, nên đề nghị tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án. Quá trình điều tra, nhà chức trách cũng kê biên hàng nghìn tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân. Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Ngoài ra, đối với các mã tài sản đang thế chấp tại SCB, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giao cho nhà băng này xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Theo cơ quan công tố, các bị cáo đều là người có trình độ, nhận thức, đầy đủ năng lực, có khả năng nhận thức được hành vi nào được phép và hành vi nào là trái pháp. Hành vi các bị cáo gây thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu với quốc tế nên phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát luận tội với 86 bị cáo, nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan bắt đầu bào chữa cho thân chủ. Luật sư Phan Trung Hoài cho biết bị cáo Trương Mỹ Lan đã sốc khi nghe mức án đề nghị tử hình từ cơ quan công tố. Luật sư Hoài nói các luật sư đồng viên bị cáo bình tĩnh vì còn cơ hội trình bày và xin hội đồng xét xử xem xét tính chất mức độ hành vi, đường lối xử lý trong vụ án hình sự này. Luật sư cũng cho biết vừa qua con gái Chu Duyệt Phấn đã được tạo điều kiện gặp mẹ. Đây là sự an ủi đồng viên với bị cáo. Bào chữa cho bà Lan có 5 luật sư, các luật sư sẽ tiến hành tuần tự. Sau đó bà Lan sẽ thực hiện quyền tự bào chữa của mình. Theo quan sát, sau khi nghe đề nghị mức án, bà Lan đang đứng, ngồi thụp xuống ghế, bần thần. Bà vẫn tiếp tục ngồi xuyên suốt phần đề nghị mức án với 85 bị cáo còn lại. Sau khi nghỉ giải lao, bị cáo Trương Mỹ Lan là người được đưa vào phòng xử cuối cùng. Bà đeo kính, xem lại tập tài liệu hồ sơ vụ án. Cáo trạng cáo buộc bà Lan đã thao túng toàn bộ STB để huy động tiền gửi của người dân rồi cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay. Số tiền được giải ngân sau đó sẽ được bị cáo sử dụng vào mục đích riêng và các hoạt động của tập đoàn. Trong hơn 10 năm, bà Trương Mỹ Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã được STB bơm hơn 1,06 triệu tỷ đồng với số dư nợ còn lại là 677.000 tỷ đồng và đều là nợ không thể thu hồi. Bà chủ Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc gây thiệt hại cho STB 498.000 tỷ đồng. Ngoài ra, để che đậy tình trạng tài chính của SCB, bà Lan còn đưa tiền cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ. Với bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, Viện Kiểm sát nhận định từ năm 2020, Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi. Hành vi của bị cáo đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 1.088 tỷ đồng. Tại tòa, Vân ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo cũng đã tích cực nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 đô la Mỹ để khắc phục hậu quả. Song, hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội từ 2 lần trở lên. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên bị cáo 19 đến 20 năm tù về tội tham ô tài sản. Với ông Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan, cơ quan công tố nhận định bị cáo đã thông qua công ty Times Square giúp sức vợ mình là bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB hơn 9.100 tỷ đồng. Bị cáo được ghi nhận không có tình tiết tăng nặng. Quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, ông Cơ ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tác động gia đình khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp cho các công tác xã hội. Đây được xem là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo 11 đến 12 năm tù. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, ngoài trừ bị cáo Trương Mỹ Lan và 5 người bỏ trốn, các bị cáo còn lại được ghi nhận đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ án, tác động người thân khắc phục hậu quả thiệt hại. Tuy nhiên, các bị cáo này thực hiện từ 2 lần trở lên, gây hậu quả đặc biệt lớn. Đây là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Khi đề nghị hình phạt, cơ quan công tố phân loại các bị cáo thành nhiều nhóm khác nhau dựa vào tội danh, mức độ hành vi, thái độ, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB 677.000 tỷ đồng thiệt hại và lãi phát sinh. Số tiền bị cáo Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc công ty Tường Việt, Cao Việt Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Tường Việt, Nguyễn Thanh Tùng, cựu tổng giám đốc công ty dầu khí Đông Phương nhận của bà Lan phải hoàn lại để khắc phục hậu quả. Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra đã tạm giữ tiền, kê biên tài sản của ông Nguyễn Cao Trí, người chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng nên đề nghị tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án. Nhà chức trách cũng kê biên hàng nghìn tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Ngoài ra, đối với các mã tài sản đang thế chấp tại SCB, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giao cho nhà băng này xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. Các quan hệ dân sự khác, Viện Kiểm sát đề nghị tòa xử lý theo quy định của pháp luật.
ngày 20 tháng 3, phiên tòa sẽ tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư và phần tự bào chữa của các bị cáo trong vụ án. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.